Hello mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm chăm sóc da sữa rửa mặt sữa nghệ E100 sữa rửa mặt nghệ nha. Đây như các bạn có thể nhìn thấy này, đây có 5 cái chai sữa rửa mặt tinh sữa rửa mặt nghệ nhá, mình vừa mới mua xong. Giá của mỗi sản phẩm này là khoảng 70.000 một lọ các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy này, chiết xuất hoàn toàn làm từ tinh bột nghệ nhé. Đấy, sữa rửa mặt này thì có xuất xứ từ Hàn Quốc ấy. Sữa rửa mặt này rất tốt cho cái làn da của mọi người. Đấy, khi mà mọi người có sẹo này hoặc là mụn này thì các bạn nên sử dụng cái sữa rửa mặt E100 tinh bột nghệ này nhá. Nó sẽ rất là tốt cho cái làn da của mọi người. Đấy, mọi người xem. Mình rất là thích dùng cái E100 này cho nên là mình mua rất là nhiều loại. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Ở mặt sau thì nó có cái phần hướng dẫn sử dụng cũng như là các công năng, tính năng của sản phẩm này. Đấy, hạn sử dụng thì 2 năm kể từ ngày sản xuất nhé. Đây các bạn có thể nhìn này, rất là nhiều loại nhé. Sữa rửa mặt này thì ở trong thì nó màu vàng luôn các bạn. Mình mở nắp cho các bạn xem. Đấy các bạn có thể nhìn thấy này. Ở trong thì nó cũng là màu vàng luôn nhé. Đấy. Cái này các bạn có thể xoay ra xoay vào rất là dễ dàng. Không gặp vấn đề gì rắc rối đâu. Đấy các bạn nhìn này. Rất là nhiều loại sữa rửa mặt nhé. Cái loại sữa rửa mặt này sau khi các bạn rửa thấm qua nước thì các bạn sẽ lấy một ít kem này, các bạn bôi lên mặt và sau đó các bạn xoa xoa khắp các vùng mặt này này, và xoa cổ nữa này, mũi này, mắt này, massage mắt này, trán này. Đấy, và sau khi mà massage khoảng độ 2 phút thì các bạn sẽ rửa mặt bằng nước sạch nhé. Và sau khi rửa mặt bằng nước sạch xong thì các bạn hãy lấy khăn thấm vào mặt để làm khô da nhá. Đấy thì cách sử dụng của sữa rửa mặt E100 thì nó là như vậy các bạn ạ. Sữa rửa mặt E100 này thì Việt Nam mình lấy công nghệ dây chuyền từ Hàn Quốc để sản xuất ra nhá. Cho nên là cái chất lượng thì các bạn rất là ok. Cái này ở đây nó có vã mã vạch 89 này. Đấy thì rất là tốt nhá. Đấy, các bạn có thể nhìn nhá. Sữa rửa mặt E100 nhá. Đấy, mình sẽ quay gần hơn cho các bạn nhìn này. Đó. Các bạn thấy thế nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn và chào các bạn. Bye bye.